Chào mọi người, các bạn thấy trời trong xanh trong mát không? Hôm ngày mưa quá trời luôn, hồi sáng cũng mưa nữa các bạn. Nhưng mà giờ nắng rồi. Tới giờ khoảng 10 giờ mấy 11 giờ là bắt đầu nắng, sáng mưa sớm lắm. Mình đang ở dưới ngoại nè, các bạn thấy mấy clip có sầu riêng không? Hôm nay là cậu Út trồng sầu riêng nè. Hôm ngày mưa gió trồng là xuống là mới đúng bài luôn á. Hôm ngày tự nhiên mưa quá trời. 2 tháng nay đất khô kiểu gan luôn mà. Cái này chắc sầu riêng Thái hả? Này của Út trồng xen kẽ cho Thái với ghi sáu. Mấy cái đầu clip mà sẽ cho cây Thái, mấy cây sau cái ghi sáu. Mấy cây ghi sáu thì trái nó bự hơn nhưng mà trái nó thưa. Còn mấy trái mà cây sầu riêng Thái thì trái nó nhỏ hơn nhưng mà trái nó sai hơn. Cho nên cho thụ phấn chéo. Mình nghe Út nói vậy đó, mình nói lời cho các bạn nghe thôi. Dạ đi giặt, đi ăn đi theo cô Út. Đi xào xạo đi chứ hồi có ăn à. Hôm nay cô Út có làm gà. Bỏ giờ vô đó chồng hả? Không vô trước rồi. Nửa tháng nay rồi. Ủa, hơi khô đó, trời mưa tự nó thấm xuống luôn. Cái này cái Thái nè các bạn, để nhiều phải giống bầu nữa ha. Giống bầu nữa gì vậy? Để ông này nó gối cái ghế nó chậm quá chỉ ra ghế nó sung ra ha. Này sầu riêng mới cho nên nó không phải sầu riêng mà bị ế ẩm á, cho nên ghế nó ghế nó mới ló ra hả, trồng khỏe. Bữa mua cây sầu riêng về chậu rễ nó một nùi, đâu biết vụ mà nhúng rễ gì đâu. Đạo lỗ hổng trồng vô. Một nùi ha. Một nùi luôn. Một nùi trồng lâu tốt, đứng sầm sầm hoài. Ngã mới nhổ lên nè. Nhổ rồi hả? Nhổ rồi. Trồng nó tốt, nó khô rồi thôi luôn. Nào để giờ chuyến giờ về súp mô làm lại coi. Trồng
trồng tết ấy ông vài năm nữa có ăn nó tết. Sầu riêng thường thường trồng hai năm năm hả? Sâm đủ này có trọng gì nữa không? Sâm đủ này có trọng gì nữa không? Sầu riêng nữa Riêng không? này đây là trồng sầu riêng rồi. Có Sầu ba riêng là dưỡng chanh. già nữa phải không? Có ba chanh chút đỉnh này đây là để ăn bậy nữa rồi. Bên kia là chanh. Đó. Chanh với cỏ. Cỏ chanh. Trồng gì năm thu hoạch được 40-30 triệu. Trồng gì? Trồng cỏ. Không có hả? Cho bò hả? Chịu khó cắt. Cắt vô cho bò Năm ha. bốn bò nghé 40 triệu. Năm năm lớn chưa? Trời ơi đẻ ra 5 tháng, 6 tháng là bán Là rồi. bán được rồi ha. Thôi thì có lý. Để chồng kia kia cực. Cái nghề đánh cu đủ quốc tới. Đây là một người nông dân rất là nhiều việc, nhiều nhiều nghề đó các bạn. Việc cu à. Trồng cây, nuôi bò. Mùa cậu đi giật cu là hứa ăn tấn nè, chăm chóc vừa 7 công sầu riêng này xiềng Mùa bò ha. vụ nào Hôm năm mình giật luôn mấy 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 lần. hai vụ lúa, Hai vụ lúa ha. hai vụ lúa thì con thấy Hai vụ khô ha. Chứ mấy vụ ướt là thua. ướt chứ khô mới thua. Ủa, ướt sao mà giật được? Ướt mới giật. Mùa nắng rồi qua Tết gì đâu có giật được. Kỳ vậy? Khô gan đồng nào cũng chín hết. Là nó ăn nhiều quá Ở nơi của nó luôn. ha. Ừ. Vậy là mình nói lộn rồi. Phải cái mùa ướt. Chứ cái Mùa mùa mưa là giật mới trúng. mưa là giật mới có. Bốn năm nữa thôi. 3 năm nữa là mấy cây nó sẽ bự lên như vậy rồi. 5 năm, 4 năm là chăm sóc rồi có ăn. Giờ mình đang đi kiếm mấy cái, một cái đu đủ để vô hầm vào heo ăn. Trái chín kìa, có trái mỏ vịt luôn. Để mình thái trái này đi, chín cây luôn nữa bạn. Wow, cái này ngọt lắm nha. Còn trái đây, mỏ vịt kìa, hồi ăn chín quá trời luôn kìa. Các bạn thấy chỗ này quen không? Lúc trước là đây cắt cỏ nè các bạn, trồng cỏ để nuôi bò nè, cái bên trồng bò luôn. Nhưng mà bây giờ lại có Út trồng sầu riêng này. Mấy chú bò. Bên đây là của hàng xóm trồng đu đủ. Tơ hả? Hả? Ừ. Hái chưa? Hái rồi đó. Đâu đủ hái không? Hay gói từ trái vậy hả? Cắn. Dạ. Cắn chạy mũ. Ý. Gà lú cằn. Sao không vậy? Ruột nó chết luôn ạ. Cái cột chân đó mà phải không? Cột rồi mà nó vậy 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 gách bịch đủ người ta hái là phải gói tay trái nhưng mà nó chạy là chạy mũ công phu không nên là rừng cam. Nó cắt rễ là bông rồi rồi cái rồi nó mới lắp phân chuồng xuống, nó đào đường mới. Nó đào ra bên ngoài. Nó cứ cứ năm nào nó cũng đi đường mới cho ra. Hoài hoài tới à.
Mấy cột mấy cây này cho đựng cây đựng ngã. Nó mua dưới rễ vậy không hả? Ít hơn nhiều hơn. Ôi, nó quẩn ra ngoài dàn khe ngoài luôn á. Nó bị già cây. Nó bị đèo dạng kiểu như ấy á. Ủa ta cột trong kẽm cho nó chia rồi. Hồi đó ta câu mày lên nè, nó bẹt ra. Trời mưa vậy. Hên ha, trời mưa cái dễ trồng ha. Khóc luôn. Đất khô. Thứ ba đất mà mới móc lên dẻ, thứ gì chưa nổi. Móc ở đây nè mày. Hơi đất á. Hơi đất đây nó. Nhỏ quá. Đây đồng mưa. Nó sạc hả? Đất cây nữa là ế bình rồi. Đâu có cần bự liền. Bự liền dễ. Vậy phải đắp bông bự nữa hả? Chỗ khác hả? Vậy cậu nói ra vậy bự ế rồi nè. Còn nói ra nữa mà. Vậy mà đó, con chồng đào lủng hủng lỗ hủng vậy cái bỏ đó xuống. Của tao đây nè. Tao cho mấy cây gì giữ chồng. Nay về có lộc ăn nữa các bạn. Gà nấu cháo. Với có mấy con tôm sú. Tôm gì mà con tiền nó chơi nhỏ nữa các bạn. Mà bà nhỏ thiệt, mấy con này nhỏ. Có mấy con này vừa nè. Này mình nướp sa tế, hồi mình nướng nha. Trời, thấy mốt mới làm một tô nước mắm làm không? Nay 2 giờ, 3 giờ hết ta, 3 giờ mưa tới giờ luôn. Không ngày trời muốn ăn đám cưới xong là mưa tới giờ luôn. Cho con nguyên đùi này đi, thích ăn cái đùi này thôi không ăn nữa. Để nguyên đùi cạp đi. Hôm bữa ăn vậy không á? Dạ sẽ phải, bữa nào? Bữa trên Sài Gòn thèm á, nó kêu mẹ làm, cái ba để nguyên cái đùi lên, ăn nguyên đùi một cái rồi xong. Con này là con mẹ của con luôn nhà mình nữa bạn. Nhìn như lắm như tấm thớt không? Năng rồi, bị năng rồi. Đang đợi xin ăn. Cái gì chứ nó ăn nó xiên lắm. Ngồi là đợi hoài luôn á. Nhìn mặt hiền ha. Nhìn 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 nè. Ê. Bạn nè. Nghe nè. Không quen mày. Ê mà đang trộn rửa nhà. Trời mưa gỉ gắt, gỉ gã trong nướng đầu nhậu thơm phức. Này uống rượu nữa, thêm ly rượu nữa. Này khó lắm đi mài được cô gái bán son ra nhậu nha các bạn. Bây giờ trời mưa, trời mưa gỉ gã hoài luôn. Tôm sú sú này nướng lên nó màu nó đẹp lắm.
đó lợm thơm, xuống nước sa tế. Trứng là công nghe tính như nghe hiểu nó là 2 triệu thôi, nhớ chứ không mua đó thì lấy. Thơm đúng không? Ở trong hang nó hơn ngoài. Cây hang tiện sắp tò mò. Nghệ thật lắm chứ bầu giỡn hả? Rồi, mời Dung. Vô. Vô. Tôi nước cho té. Ở ngoài trời mưa quá trời luôn các bạn. Để mưa rồi sớm rồi luôn. Kiên nạc luôn. Hãy giờ chưa ăn nữa hả? Còn nha. Mình chưa ăn nhiều lắm. Hả? Cây nó phải trúng mùa. Còn riêng là mấy chồng bao lâu mới ngán nha. Lấy mày có chồng á. Đây quay bữa tới thì dép là nó 3 năm rưỡi 4 năm thì cho bạn nhiều. Hai ông lão tướng ở bên uống rượu. Nè mày, bỏ uống lắm. Gần tốt nhài nó ngon. Nãy quên vô thả luộc thêm một bả cho nó mềm. Sướng không? Mình không có tình điện á thì bắt máy, tới thì có tình điện ép máy ngồi. Tiếng đạt ra không? Đang cơm tắt. Đang cơm. Nó tắt hả? Tắt giỏi lắm ăn, tắt giỏi lắm. Rồi cái rồi đại thịt ít quá cái nói trời ơi thấy bắt đầu chú cày lòng nó có cái vấn đề không đó. Mà ăn cháo này ăn gỏi nhiều đám vậy đi trời ơi đám gì đâu mà ăn gỏi mới ngon ăn thịt á ăn cháo mà có ba miếng thịt cháo còn nhiều chú cày lòng ăn thiệt chứ bộ thử coi cái hả nhưng mà gỏi trộn ngon nghe ăn là ăn gỏi trộn ngon là ta dắt gỏi không à thịt. Kiếm thịt ý kiếm gỏi ăn không ra thịt ít đi rồi bị nói bà thấy gỏi ngon không tôi nãy tôi không cho bào nữa gỏi ngon nè à, được mà chị làm lúc nào tôi biết cũng thấy ngon rồi thợ nấu mà nấu mà đâu khi nào làm đồ gì bán nhà hàng lễ dễ gì được nghỉ làm gì bán nhà làm đồ ăn là chất lượng khách sạn chứ tôi vừa đến tôi khoe mà như vậy tôi thiệt luôn á út tình không chứ tôi nói thiệt khoe làm gì người ta có ăn cái hàng tôi đâu khoe ừ mà tôi nói thiệt ủa lúc nào đồ ăn mà bán làm hứa không có món gì mà tệ tôi nghe nó vừa nước mắm luôn không được chấm nước mắm cái đó là chấm muối tiêu mà đúng rồi nhưng mà họ có thể chịu vô quay liền câu cơ hạt ông thấy lúc nào nhà tôi cũng có một cái quay làm gì là phải có đồ cái bữa nay vậy có khách có khách đá chị vụ luôn á đi nhậu đi vụ đâu đẹp vậy cho em đi em tôi nhịp em đừng bị anh em để bao giờ đẹp gà nó ăn được được chứ đâu nhỏ nhẹ chứ mà tôi thấy được mà dặn mua chân nhỏ rồi cho nó đỡ đỡ chút chứ chợ kêu quá ra chợ quá coi gà rồi quá lựa kêu chân nhỏ không sao tôi diễn con lộn bán 70.000 ký họ chỉ quan tâm tới chúng ta thôi có bệnh á dạy con để dỗ không bố thôi gà mình để dành đi để chúng ta có gà bỏ để nghèo vậy để dành mấy đứa về làm cho nó ăn đi chứ làm gì gà bão mưa gà để mua chừng mấy con để dành dỗ vô con ai không vậy? Trời ơi, ông mà cứ hỏi ông cứ hỏi.
Nói vậy năm Tết này ta mua người ta lụa gầu gầu mặn gầu nhà này là hả năm trăm mấy năm rưỡi mày năm triệu rưỡi hả năm triệu rưỡi hay năm trăm rưỡi năm triệu rưỡi không nào năm trăm rưỡi luôn rồi không nào quýnh nữa mà chèo quýnh làm như quái chưa tao thấy hai lần đâu thì có là thùng đó đó mua qua có thùng thôi ổng có thùng là những mướn nó đỡ thùng á. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Mình là Tuấn. Các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi những món ăn của mình được up hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.